chào các bạn các cháu, rất vui được gặp các bạn các cháu. Nhân dịp đi trở qua chung 2021 tại Long An các bạn, thấy những chậu mai cũng đế đẹp, tôi quay để truyền tải lại cho các bạn các cháu xem các bạn các cháu. Đây là cái gốc mai, cái đế quá đẹp. Bên cạnh nó có những chậu mai khổng lồ, nó hàng nhiều tuổi lắm mà không có chủ ở đây, tôi hỏi rồi được bao nhiêu năm tuổi rồi. Ngoài rất khủng, này là anh mới mốt rồi mà uống gió lụa rồi. Mai cũng được tết đang bung, bạn các cháu yêu thích mà ra vào xem các bạn các cháu, tôi đã truyền tải cho các bạn các cháu xem mới thư giãn. Còn là những chậu mai khủng không đang chưa chích nụ, đây là những cây khế quỳnh rất to. Vừa rồi là tôi đã truyền tải những chậu mai đẹp đến các bạn yêu thích mai vàng. Ở đây mình tạm dừng các bạn các cháu. Cảm ơn các bạn các cháu xem nha. Hẹn gặp lại.